Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft. Nhưng mà mỗi lần mình đào block thì nó sẽ ra một con mob, tức là có thể là con gà, con vịt, con cá, và có thể là con rồng luôn, hoặc là con wither. À, con cá. Rồi. Ê, bộ bóng tuyết đâu gà nhỉ? Kệ đi. Giờ mình sẽ sinh tồn như một thằng bình thường á. Khoan. Tại sao là buổi tối ta? What? Thường mình spawn do nó sẽ là... À đúng rồi, đây là server. Do nó là server cho nên là khi mình bật nó lên á thì nó sẽ luôn luôn chạy, mặc dù mình không có chơi. Nó là gì đó? Mình đi kiếm cái làng đi. Tốt nhất là đừng nên đào gì hết. Đó. Ok. Đi. Trời ơi, chưa có cái giường nữa. Chắc là mình cần mía mà. Đúng rồi, làm bàn chen chứ. Không biết mình sẽ tồn tại trong thế giới được bao lâu. Hello. Cố lên. Trời ơi, nhìn đập con heo. Ô, heo kìa. Cái hên rồi đó. Kẻ tên của anh kia. Ú. À, cái tên đâu đáng sợ vậy đâu. Tại vì chơi rồi là grab cái quen á. Nghe được chân à. Ủa. Kể cả mình đào đất nó cũng sẽ ra một con mob gì đó nè. Đó. Nói chung là miễn mình phá gì đó sẽ ra một con mob. Yeah. Trong cái gừng này khó kiếm làng lắm. Ừ, nó sẽ nằm ở ngay cái góc á. Mà kiếm cái góc hơi mệt. Thôi, di chuyển vào chỗ khác đi. Sao lúc nào mình spawn cũng xui quá trời vậy ta. Ê. Vừa nói xong. Hello. Ủa, có mấy đứa nít nữa kìa. Dạ, 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 ngủ liền mới được. Ú, có MP. Mình phải đi xa chỗ này ra. Ờ, đây, đây, đây. Tính cái giường coi. Ok, có thể chỗ này sẽ là nhà của mình luôn á. Do không có đầu nhân làng nào ở đây hết. Hello. Lấy mày này vô ha. Lấy mày này ra đi. Đi nữa ăn. Mình không có. Ủa, nhà của này hả? Quỳ. Thôi kệ đi. Nó không bị cháy ta. À, nó chưa có tiếp xúc với mặt trời. Rồi 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 rồi. Bộ thức ăn vô hạn. Khoan. Bắt đầu bằng việc tạo bằng chế tạo à. Bây giờ tới những công cụ cơ bản trước. À lộn. Bụp. Bụp. Giờ mình đi đào đá thôi. Hơi căng á. Một. Ok ok, sói không sao không sao. Ơ, mèo. Nãy giờ toàn là mấy con dễ cưng luôn. Ô, hello. Ô, quay. Ô, nốt xuống xuống xuống. À, ok, tổng rồi. Ô. Giờ mà chết là quay lại từ đầu luôn á. Ê, đâu có đâu, mình quay vô cái nhà đó mà hả. Đúng rồi. Cũng đỡ. Rồi, mình có cốt bằng đá rồi, làm ra. Đào cho nhanh. What? Chứ còn quên công thức hết trơn luôn. Dục này đi. Quỷ sứ này. Ô, chết kìa. Ok á. Chắc nó bị ngợp hay sao. Dục cái này ra thì ghê. Rồi, tiếp tục. Ơ, sói. Ủa, cáo hay sói. Cáo. Rồi đã hết đá rồi đây, còn đây. Thế nên mình đã làm một cái vũ khí gì đó trước ha. Ủa nó kẹt hả? Kẹt. Như mình nói là có tỷ lệ ra rồng nữa. Mình có cái da nó ra không ta? Đúng rồi, bay thẳng lên đi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Không có kinh nghiệm. Chắc là tại vì mặt trời nó đốt quá. Giờ phải có cái to là ăn được cái này. Ăn được súp nấm. Cái to làm cách nào ta? Hay mình nhớ là như vậy. Đúng rồi. Ê. Ồ,
quá đã. Trong này có con nào tốt ta? Được nữa, vài luôn. Rồi để coi thử con này có đang bị ngọt không á. Đâu có đâu, nó bơi dưới nước được mà. Vậy tại sao hồi nãy nó bị... À chắc bị kẹt quá. Có thể, ô được cá. Hay hay hay. Rồi, kinh nghiệm. Tiếp tục đi đào đá tiếp hả ta? Ừ, chứ sao vậy? Chặt cây. Chặt cây hả? Thôi, mình lấy gỗ từ đây đi. Chạy lỡ rồi. Tin, hello cưng. Rồi, mình làm cái kỳ kiếm. Có cái ghiệu trước chứ. Chặt cây gió nhanh. Ok. Thế chứ mình nên lấy miếng gỗ rồi đắp cho nó lại, nhìn thấy ghê quá. Còn là mấy con dễ thương không à. Chưa gặp gì đâu quái dị lắm. Bây giờ quái vật gặp thì cũng bình thường, không có gì. Chưa gặp con rồng á, có tỷ lệ ra á. Rồi, ủa, nào không có độc. Chắc tại là nhìn con. Tiếp. Chặt cái cây thôi. Ô. Đừng. Rồi. Không sao. Mình sẽ quay lại đây mà. Nữa. Trời ơi đừng. Rồi creeper nữa chứ. À nước 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 nước. Ok. Ê bậy. Ơ. Quả nó nổ. Giờ mà trúng cục nó là chết luôn á. Biến. Xác mình chắc đang bay ngoài quá. Và không. Cố lên. Biến. Yeah. Không có gớt cái scooter ra. Cái vỏ của nó. Ơ rồi. Ủa slam nó ra vậy. À nãy mình mới đập cái gì dưới đó. Nó slam rồi. Mà biết làm gì. Quỷ bay xuống nước chơi chân rồi. Ê xin. Rồi xin luôn mấy cái này. Có khi mình sẽ cần. Tại vì nếu mà đọc lóc quá quái sẽ ra. Mệt lắm. Hạn chế sức có thể luôn. Chỉ là theo mình nghĩ mình có thể đọc lóc bằng cách là xài bom. Đó là cách an toàn nhất bây giờ. Mía. Để mình đem ra. Ờ chắc mình sống ở đây mà. Ừ đâu còn đi đâu chi đâu. Thì mình cắt hết mấy này vô đi. Nào cần lấy ra. Không chết. Mà chết cũng quay về đây thôi. Đâu sao đâu. Đâu phải rồi là crap đâu. Biết là quen nha. Vậy cái mod nó ám ảnh mình thiệt luôn. Cái mấy này ra ha. Này để lại. Rồi. Tiếp tục hành trình đi. Không biết làm gì nữa. Chịu đựng. Ủa. Biến. Ủa cá heo. Cá heo. Ủa. Cái gì. Con gì. Ủa con này con gì vậy? Mới gặp lần đầu luôn á. Cá heo. Đi nước kìa. Ok. Bơi đi. Tự do đi. Tạm biệt. Ủa nó nhảy kìa. Nó bye bye mình đó. Con nãy con gì vậy? Lần đầu tiên mình gặp luôn á. Hello. Cái này cũng không có độc luôn. À cá. Tôi dưới nước. Nè lên. Ok. Rồi như đã đá được chưa ta. Làm cái kiếm rồi đó. Ừ vậy đi. Trong này thì mình cần sắt và than. Oh my god. Hơi mệt á. Này đây này đây. Đó mày đây. Rồi mình cần thêm gỗ nữa. À gõ trong nhà hay gì á. Không. Yeah. Vậy đi rồi lấy cái này ra. Ok. Hộp. Và lộn. Xong. Có ba thứ mình cần rồi. Bây giờ dùng này ra. Bây giờ mình cần trồng mấy cái khoai tây này xuống nè. Chắc là ở chỗ này đi. Ồ. Phải đào mới lên lại. Thôi khỏi đi ha. Ngoài này, ok. À, cái hồ. Nó gọi là cái gì? Cái cốt. Cái này cũng gọi là cái cốt luôn. Này là cốt chim. Này là cái cốt.
Vô đây không biết đào lên có mod ra không á. Không, tốt. Thôi đào chi nhiều quá vậy. Có 5 hạt. Hơi lố rồi. Rồi mình lấy cái này theo nữa. Đừng có ra con rồng giùm tôi. Ơ mất. Mất xuống dưới. Ok. Cứu nó. Với bạn mày kìa. Rồi. Ủa chưa nè. Trời. Mà con này như nó không có chết. Trên bờ nó vẫn bình thường, nó không bị mất máu. Rồi hai đứa chơi nhau đi. Mình đi kiếm cái hang ha. Chưa. Mình cần phải có thêm đồ ăn. Con quỷ bò đâu có teo rồi. Quỷ ở đâu? Trời ơi, leo tới đây luôn. Ok. Dưới đây đủ chưa? Mình nghĩ là không có đủ đâu. Em đi. Trước khi đi thì chắc em siêu chết. Trước khi đi thì chắc mình sẽ đi xung quanh ăn cướp đồ này nọ. Ổ lộn. Ý bạn với tao lụm lên rồi. Thì tao bạn mới. Ổ lộn. Để nó đây đi. Rồi. Ok. Ôi cuối cùng chết ngắt. Thì bệnh. Bò ơi mày đâu rồi. Đây. Tình. Ok. Thế này do rồi. Bên dưới ngủ cái rồi đi. Kiếm một cái hang nào đó. Kiếm thêm than và sắt. Có cái đó mình mới đi giết gồng được ha. Ra mục tiêu mình không phải là giết gồng đâu. Không biết là giết được không. Biển coi. One. Nhưng bây dân làng á. Nếu mình hồi sinh nó lên được là cái thằng này. Nhanh hơn nó mới được nha. Hồi sinh nó lại là nó xây cho mình những cái đồ rất là rẻ. Nhưng mà rất tiếc. Hiện tại là mình không thể nào giữ lại được. Rồi. Trong này mình không cần đem theo gì hết. Cát hả? Thôi khỏi. Ơ, đem chứ quên. Rồi mình không lắp đi lên đi xuống nữa. Bây giờ cái hang thì kiếm ở đâu đây? Mình nghĩ dưới nước sẽ an toàn hơn ở trên bờ á. Thì quái nó chậm. Ở trên bờ cho vui. Tuy nhiên các bạn sẽ khoái trên bờ hơn rồi. Giờ đi ăn trộm, ăn cắp này nọ. Ốp sách đó. Đó. Ở đấy đi. Giờ đào mệt lắm. Giờ nào có giáp thì đào. Đây. Không có cái gì luôn á. Nghèo ghê á. Làng này chắc cũng bình thường chứ không có giàu lắm. Quên. Giờ ông đi lên nó đặt cát xuống. Đó. Đừng có đập mấy cái này. Mệt lắm. Ê. Ồ. Không có gì. Này có gì không? Yeah. Sắt vàng luôn nè. Obsidian luôn nữa. Cái này vô nó đơ được rồi đó. Nó chờ thôi. Mới 4 cục à. Mình cần thêm tới 6 cục nữa. Mà muốn có 6 cục bằng này quỷ sứ này. Ấm lên hoài. Mà muốn có 6 cục thì hơi gian nan á nha. Thì ta chưa tới đâu chứ. Mới có đầu game mà cũng hên là không ra những cái con quái kỳ dị lắm. Có một con kỳ dị thôi. Mà con đó cũng không có mạnh lắm nữa. Ồ. Ở đây cái liệu nè. Hay á. Tự nhiên nhìn thấy cái liệu nó cứ nhớ tới một cái vụ gì đó mà thằng nào bị con golem nó giết á. Omae wa mou shindeiru. Nani? Cái nào? Ê. Lộc cưng.
Rồi, chắc là cái làng này mình lốt xong rồi đó. Bây giờ thì đi kiếm cái hang thôi. Tới chỗ này chưa lốt nè. Hình như là chưa lốt. Ở này không có gì hết. Lốt rồi, cái gì một tí mình nhớ nè. Rồi đi. Để xin miếng nấm đây rồi đi. Mới thấy nó trên này nè. Giống nhanh thiệt luôn. Bò bình thường mình dắt sữa, còn bò này mình lấy nấm. Mà biết sao ra súp được nó không biết nước đâu ra nữa. Súp nấm là phải có nước luôn. À chắc là mình lấy sữa đó xong mình trộn với nấm trên đầu nè. Rồi ra súp nấm. Ăn dễ chảy chết luôn. Cái hang ưu tiên ở gần nhà ha. Để có gì chết mình có thể quay lại được. Chỗ đó có than kìa. Ừ qua bển đi. Bên kia là... Nó kệ nhảy xuống đây đại đó. Không chết đâu. Rồi đè. Mình thích những cái chỗ mà nó gồng gồng gì nè. Dễ chạy. Này chắc mình đắp lại cái đi. Đó. Vậy đi. Vậy cho nhanh. Rồi ok. Bắt đầu. Ú sắt luôn. Ồ, ưu tiên sắt nè. Thỏ. Chắc là mình nên làm một cái khiên á. Ghê thiệt luôn. Đa số sẽ bị kẹt vô tường cũng đỡ. Nhưng mà đào như này mà được con Wither là tốt dữ lắm luôn á. Ý. À không được Wither là nát luôn. Nó có thể phá được cái block này mà. Quên. Cái heo nè. Hello. Ở xuống dưới đi, bye. Ừ, có khiên mới được ai. Mấy con quỷ này mệt lắm. Tại vì nó có cung á, cho nên nó sẽ nhắm sẵn mình. Chỉ cần mình hiện ra cái thôi là nó bắn liền. Mỏi ngay chân luôn mới ghê. Thỏ cho mấy con. Gì vậy? Ơ, nó không. Gai quá vậy. Không có emerald. Rồi bây giờ tới than. Ổn không đây? Ăn miếng vô đi. Tính ra là mình cần cái giáp nữa là xong. Giáp với lại cái cốt. Rồi mình sẽ đi kiếm thẳng kim cương luôn. Ok á. Cứ bình tĩnh thôi. Làm từ từ rồi được. Hát hém á nữa. Hết gì vậy? Nữa. Rồi. Rồi. Đừng. Nhìn số, nhìn số. Phá cái này đi. Ok. Ơ không sao, không sao. Miễn phần phá này rồi được. Gần. Trời ơi. Giả sử như nó bắn trúng con heo rồi, con heo nó bay lên không ta? Ok ok, chỉ lẹ lên. Đứng. Ok. Rồi nữa. Không gớt cái vỏ. Tươi quá. Đánh học không à. Gớt xuống. Hai cục than rồi đó, vậy là mình có thể nấu được hết đám sắt nè. Có gì nữa vậy? Có đâu gà vậy? Trời ơi. Thôi nó chết rồi mình ta. Ok, nhưng mà mình muốn đào hết cái chỗ này luôn nè. Sẵn tiện á. Ơ toàn là gì không ạ? Đây là zombie dân làng nè phải không? Ê gỗ gỗ gỗ. Khoan khoan khoan. Đào lắp vậy cho nó. Ok. Ủa sao nó bị kẹt vậy? Cái này hả? Ok. Ô, sao kìa. Vừa cứu xong không quất con cái. Rồi. Đó, con này hoài luôn. Tỷ lệ này hơi cao á nha. Ây. Ăn cái gì chứ ăn á. Mình có thói quen là khi ăn nhìn lên trời á. Để cho đừng có cắm đuốc bậy bạ. Thật ra mình đâu cầm đuốc. Nhưng mà quen rồi nó gì. Stop. Nữa.
quỷ này, cái gì vậy? Con này nó cầm ghiệu không vậy? Ô, con đó kìa kìa. Ê, nó cầm ghiệu, nó cầm ghiệu. Ui, ui, shit, ui, shit. Chạy. Rồi, tập trung, tập trung. Quỷ sứ cầm ghiệu mạnh lắm. Thôi, mình có giáp nha, không có giáp là một hit một. Tao đánh nó đi. Nheo ra chỗ khác coi. Nó kể đi á. Vẹt. Ok. Cái cuối cùng. Xong. Kinh dị thì. Nó chết chắc rồi. Tấm cái gì được. Không có gì hết. Ok, chuyến đi hơi căng thẳng. Ồ, oh, quên. Nhưng mà cuối cùng thì cũng được cái thứ mình muốn rồi. Đó là sắt. Và nhờ dân làng này mình đã được nguyên một bộ giáp luôn. Chưa hoàn thiện nhưng mà mình sẽ hoàn thiện ngay bây giờ nè. Mày gì hả con? Dè, yeah, rất là giỏ kìa. Rồi mình cần thêm một cái nữa mới được. Mấy này cứ để lại đi. Giờ đập là mệt lắm. Heo. Con là con phù thủy. Ơ, không phải phù thủy. Con cầm ghêu. Ơ, nó giết dân làng kìa. Mày giết, giết dân làng của tao. Mày hả con? Emerald gì à? Chưa, rồi ok, tiếp tục. Hơi căng á. 4 rồi, mình cần hình như là 9, 8 gì đó, quên. 4 cách rồi được. 2, 3, 4, lụm, chạy. Ê, quỷ lớn rồi nè. Tin, ngu. Tao ngủ trước. Rồi, một ngày mới đã đến và mình tiếp tục làm cái lò nung. Đặt nó xuống là không thể nào lấy lên được đâu nha. Không lấy được nhưng mà nó hơi căng xíu. Ồ, phải lớn chưa? Chuẩn bị. Mình làm ngoài trời luôn đi. Như là cái series trước của mình á. Rồi bây giờ hàng và stack. Đó. Chưa đủ luôn. Một than như là đốt được 8 quặng. Hay mình nhớ là vậy. Không biết nhớ đúng không. Với 8 quặng này là mình sẽ được một bộ giáp không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. Một cái giáp là full bộ luôn. Rồi còn dư 2 này mình làm gì ta? Làm được cái kiếm. Cũng tốt. Vậy đi. Rồi mình bỏ cái kiếm này đi. Bóng xài kiếm sắt luôn. Ok, ok. Bột xương cho mày mau lớn. Oh, lớn rồi nè. Quên. Tất cả mọi thứ trong này nó đều sẽ ra quái đó. Cẩn thận xíu. Ý tính ra có được có 2 vậy. Thì là chưa lớn hả? Đảo này nhìn cho đỡ ngứa mắt. Rồi. Thu hoạch này hơi mệt nha. Khoan. Mình thử này nha. À, làm cái sâu nước. Ơ mà không đủ sắt rồi. Sắt này chỉ đủ làm cái áo thôi. Tiền đồng thanh tụi nó giữ. Thôi, cá làm sao đi. Mình muốn thử cái này. Nếu nó làm được với cỏ tức là nó sẽ làm được với hạt giống này nọ luôn á. Đấy. Ủa, cỏ này nó hơi cứng thì sao á. Oh. Top. Nhà bán gì đây? Sợ nó gì không? Vậy tức là mình có thể thu hoạch khoai này nọ bằng nước mà khỏi sợ quái nó spawn ra. Yeah. Ok, nhưng mà mục tiêu tập này vẫn là đạt được bộ giáp. Cho nên là mình sẽ đi kiếm sắt tiếp. Nó gần đây mà. Đâu xa đâu. Mình đi xuống xíu là tới. Tụm. Đây. Hàng vẫn còn kìa ha. Oh, khoan, con block lên không vậy? Shit. Đào cái. Ok, ok, có đường lên này. Hết hồn hết trơn. Dưới đây có gì không? Oh man. Nữa. Ok. Được cái giỏ nào. Không. Ồ, khoan. Cái giỏ này mình không nhớ nữa. Kệ đi. Nếu nhà có thì tốt. Dưới này không có sắt rồi.
Hey. Chán quá. Mình phải đi kiếm một cái hang khác. Chứ đào xấu mệt lắm. Giờ muốn kiếm kim cương phải kiếm một... Oh đây nè. Kiếm một cái hang tự nhiên luôn á. Cứ quen tay ngồi xuống. Oh. Mình có quen tay trong rờ crap á. Bảo là mình muốn lượm cái gì phải ngồi xuống vậy nè. Công nhận game ám ảnh thiệt á. Cá không vậy? Đây là cái cuối cùng đây. Ơ không ra gồng, tốt. Bảy quặng, quá đủ rồi. Về thôi. Này hơi căng cái lâu lâu mình sẽ quên là đào cỏ nó cũng sẽ ra quái cho nên là nó quỷ sứ. Dọc xuống. Thả về thiên nhiên đi. Cái con này nó khoái dưới nước vậy ta. Mà cứ đứng dưới đây nó quay quay hoài luôn. Mấy khùng. Mình nói tụi nó khùng nhưng mà thật ra mình vừa mới ăn cái đồ của một con bò đỏ có nấm mọc trên đầu nó xong. Yêu. Rồi. Tôm. Quá đẹp trai. Rồi, vậy tập này mình xin ngừng tới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Bye bye.